Diễm Trang kính chào quý vị đang đến với chương trình Toàn cảnh 24 giờ. Sau đây sẽ là những tin nóng đáng chú ý. Vừa rồi là những thông tin nóng đáng chú ý, sẽ còn rất nhiều những thông tin hấp dẫn khác. Xin quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình. Và đây là bản nhận của tôi, biên tập viên Thúy Hằng. Cảm ơn Diễm Trang. Thúy Hằng kính chào quý vị và các bạn. Ngay sau đây, tin tức Toàn cảnh 24 giờ trên VTV9, Đài truyền hình Việt Nam sẽ gửi đến quý vị những thông tin chính có trong chương trình.